Hai bác cháu đi chơi nhé. Con này đợi nhé, không vào trong này đâu. Bác thì lấy đồ nhé, con đi vào trong chờ đi. Con lấy chợ chợ không bác? Ừ, theo bác thì chợ không? Hết rồi nhỉ? Hết rồi. Hiện đi mua vịt luôn. Xuôi, con đi chợ không? Con ở nhà chờ nhé. Con đi chợ nắng ấy nhé, đường xa lắm đấy nhé. Cái tiền chị đi chợ mua được cái gì? Em có rồi mà. Em cầm đi. Cứ cắt đi. Cứ cắt đi. Em có rồi mà. Con lấy cho bác. Để em vùi đi cho một đoạn đi. Đó, nhẹ thôi mà. Nhẹ chợ đi luôn. Tiết cũng không bỏ đi chợ đi. À nhé con nhé. À, con mấy bác đi chơi nhé, bố đi làm nhé. Bà nhé. Anh đi làm nhé. Vâng, em đi chơi đấy. Hai bác cháu đi chơi nhé. Vâng. Hai bác cháu đi chơi. Đây này. Ăn đi nhé, đừng sửa tay nhé. Đừng có sửa tao đấy nhé. Đi đâu hết rồi. Đeo đây điện thoại không thì rồi mất khoảng mấy cái rồi. con nhìn trong cái này nó còn chi là chi lý giống cái em mà ta có. bì vào trong. Anh giờ không. Go with Dewey. Mất cháu thì về nấu cơm rồi đi đâu rồi? À, món cá ngon thế, nấu cơm không lại đi đâu rồi. Mệt không? Nó cũng ăn được lá đâu. Thế à? Ừ. Ai về mở cửa rồi? Đấy, giờ chị mới đến mà. Vâng, giờ em mới đến mà. Thế ai nấu cơm ở đây rồi? Ai về nấu cơm? Đây, nấu cả cá, cả cơm chín rồi. Nhưng mà việc vừa nấu thì là bố. Đây. Cái ai vậy? Chắc là ai hôm trước lên gặp Chu kia. Sao lại vào nhà mình không cho mình gặp nhỉ? Nấu cá với nấu cơm cho. Anh đến nhà lâu chưa? Đến vừa đến rồi. Nhiều con vịt thế nhỉ? Con này bánh của con này. Bánh. Bánh lạc à? Ừ. Cái này bao nhiêu con đấy chị? 20 con ạ. 20 con. Wow. Con đổ nước rồi à? Chồng em nhé. Ừ, con tránh ra để thả ra nào. Con đổ ra đây. Ra đây chơi nhé. Con về nó đang mệt đấy. Con lắm. Lên. Nó quen dần đi nhá nhỉ. Nhiều nhá. Đặt cái con tôi vào ở đây nhá bố. Cậu là con này không? Bố đi con vào nhá. Không không. Tôi không cho nó đâu. Được hết rồi. Ba nó bắt xem kia thường nói đấy tổ về đẻ trứng ấy. À, nó đổ đẻ trứng bên kia. Vâng. Đấy sắp để. Cắt bánh à? Bây giờ đây con biết chỗ nào cắt. Vắt. Con cắt ở dưới này này. Đấy. Đấy, kéo cắt này đi. Tay nha, cẩn thận nha. được không? Cắt vào tay đi con nhé. Con sẽ cắt không? Cắt 2 quả luôn à? Được chưa? 2 quả đi bắt để em đi, còn 4 quả đi để em đi. Cái vỏ mà con. Con quá lè ăn sầu. Lấy cái thìa cho con đã, quên rồi. Con cắt. Cơm đi chị. Ăn đi, anh ăn cơm đi. Ăn. Con ăn bánh không? Con ăn cá không? Má lấy cá cho con. Sướng nhá. Mớ à? Cái đây mớ đấy con ạ. Đây con này. Đấy. Nhưng mà cái này đây mớ con ăn rất bình chiếu ạ. Không biết là ai vào đây á, hay là chồng em về. Thế chồng chị bỏ đi lâu rồi. Đi lâu rồi. Chắc là ông về, ông dám vào gặp. Ông khác từ bỏ đi rồi. Ông khác bỏ đi thôi, ông uống nhiều rượu. Hay là chị bé. Chị bé với ai về? Mẹ chị bé không đưa về thì không ai đưa về được nữa. Đấy con ăn đi. Ăn đi. Ăn nhé. Ô cái này đây mình chịu ối không? Không, cái đây mới rồi mà. Ăn đi. Ăn đi. Anh ăn đi anh. Đâu rồi? Ô cái này phải chắc lắm ấy. Con cá vô rồi. Bánh ngon mà con. Bánh chuối ấy. Anh ăn. Con thích ăn da. Đây con ăn lá này không? Để bố lấy cho nào. Đấy. Đúng rồi, mấy ngon quá nhỉ. Chị ăn đi. Ăn đi. Thì chắc là có khi là chồng chị thật đấy. Thế ông về ông không dám vào nhà ấy. Không dám gặp em ấy. Có nó có canh rồi. Mà cái canh cũng rớt ra đâu. Ê con gọi nó về ăn đi. Ê. Kia đâu hết rồi. Nào ăn nhỉ? Cũng được rồi.